Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật cùng anh Sensei. Ở video trước thì chúng ta đã cùng nhau học đến bộ thủ 150 rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học các bộ từ 151 nhé. Bộ 151 là bộ đậu, có nghĩa là hạt đậu. Đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Kanji điển hình chúng ta có chữ đậu của N4. Mame này, hay là trong từ tô như là chữ đậu và chữ nhũ có nghĩa là sữa đậu nành. Chữ phong của N3 yutaka có nghĩa là phong phú, giàu có này, hoặc trong từ hô phư, phong phú nhá. Tiếp theo chúng ta có bộ 152 là bộ thỉ. Bộ thỉ có nghĩa là con lợn. Chúng ta cùng xem các nét và cách viết này. Nét thứ nhất 1 này, 2 này, 3 này, nét thứ 4, nét thứ 5, nét thứ 6, nét thứ 7. Một số chữ Hán chứa bộ thỉ. Đầu tiên là chữ tượng của N3. Tượng là con voi này, rô. Chữ thỉ N2, bư tờ là con lợn đúng không. Chữ hào N1, hào này trong từ cường hào đấy, hay là hào phú đấy. Từ vựng trong tiếng Nhật thì có từ gô cờ. Chữ hào và chữ hoa ghép lại có nghĩa là xa hoa, xa xỉ. Tiếp theo, chúng ta có bộ 153 là bộ trĩ, có nghĩa là loài bò sát. Đây là một bộ tương đối là khó nhớ và cũng không có quá nhiều Hán tự được tạo thành từ cái bộ này. Trong cái bảng sử dụng Hán tự, chúng ta học biết tham khảo thêm nhé. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ 5, nét thứ 6 và nét thứ 7. Kanji điển hình chúng ta có chữ mạo của N1. Ví dụ chúng ta có từ tướng mạo hay là dung mạo đấy. Yobo, chữ dung ghép với chữ mạo luôn này. Tiếp theo, bộ 154 là bộ bối, có nghĩa là con ốc, bối trong từ bảo bối đấy. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ 5, nét thứ 6, nét thứ 7. Nếu mà phân tích nhỏ hơn thì chữ bối này, bộ bối này nó ghép bởi bộ mục là mắt và dưới là bát, đúng nhỉ? Thì đây là một bộ quan trọng. Các chữ Hán liên quan đến bộ này nó thường liên quan đến tiền, bạc, của cải nhá. Chúng ta cùng quan sát một số cái chữ Hán tiêu biểu. Chữ mãi N5 ka hự là mua hoặc là buy, đúng nhỉ? Đấy, ví dụ như là buy buy, mãi mãi có nghĩa là mua bán. Chữ thải N4 ka sự là cho vay, cho mượn này. Tài N3, giai sản, tài sản này. Chữ hóa N2, ví dụ trong từ giặc cờ chẳng hạn, có nghĩa là tạp hóa. Chữ cống, Hán tự N1, mitsugu là cống nạp, học trong từ koken, cống hiến. Tiếp theo chúng ta có bộ 155 là bộ xích. Bộ xích này có nghĩa là màu đỏ, đây đồng thời là một chữ Hán luôn nhé. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Hán tự điển hình chúng ta có chữ xích của N5, aka đúng nhỉ, màu đỏ này, hoặc là đọc là seki trong từ sekido là xích đạo, đường xích đạo đấy. Chữ xá của N1, ví dụ trong từ onsha là chữ ân và chữ xá, hay là tokusha là đặc xá. Xá này có nghĩa là tha tội, tha lỗi cho. Tiếp theo, chúng ta có bộ 156 là bộ tẩu. Bộ tẩu có nghĩa là chạy và đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Chữ này tạo ra khá nhiều chữ Hán. Chúng ta cùng quan sát một số chữ tiêu biểu là chữ tẩu hashiru của N5 nghĩa là chạy, hoặc là trong từ gì nhỉ? Trong từ tô xô là đào tẩu đấy, là trốn thoát, chạy thoát, chạy trốn. Chữ khởi okiru thức dậy này, hoặc là xảy ra này, okoru cũng là xảy ra, okosu là gây ra. Âm ghép thì nó sẽ đọc là ki đúng nhỉ, ví dụ trong từ kigyo khởi nghiệp, kido khởi động. Chữ việt N3 có nghĩa là vượt qua, kosu hoặc là koeru, hoặc là chính là trong cái chữ Việt Nam của chúng ta đấy. Ngoài cách
đọc là betonamu, thì còn cách đọc khác đấy là etunan. Cái cách đọc này thì ít dùng hơn nhưng mà nó ghép bởi chữ Việt và chữ Nam. Chữ thú N2, đúng nhỉ? Cái chữ này các bạn rất là quen thuộc trong cái từ shumi là sở thích rồi. Âm kunyomi của chữ này là omomuki nhá, có nghĩa là cái sự thú vị. Đây là chữ phó của N1. Âm kun là omomu, trong từ omomuku có nghĩa là đi nhận việc, đi nhận chức. Và trong trong từ ghép nó là từ funin, cũng nghĩa là đi nhận việc. Tiếp theo chúng ta có bộ 157 là bộ túc. Bộ túc này có nghĩa là chân, đây đồng thời là một chữ Hán. Thì ở dạng bên tay trái của chúng ta là chữ túc, chữ Hán túc, còn dạng bên tay phải là dạng bộ thủ. Ở dạng bộ thủ thì thông thường nó sẽ ở bên tay trái của các chữ và nó biến đổi đi một chút so với lại dạng bên này. Chúng ta cùng xem cách viết này. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy. Bên này sẽ là nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Các chữ Hán của bộ túc thông thường sẽ liên quan đến hoạt động của chân hoặc là những thứ liên quan đến chân. Ví dụ này, chữ túc của N5 Asi đúng không nhỉ? Có nghĩa là cái chân. Ta đi đự là đủ này, ta sự là cho thêm, bổ sung thêm này, hay là trong từ phư số cự có nghĩa là thiếu, không đủ. Chữ lộ của N4 nhé, chữ lộ này có nghĩa là con đường. Ví dụ chúng ta tiếng Việt chúng ta có từ quốc lộ ấy đúng không nhỉ, hay là đại lộ. Lộ này ví dụ trong từ đô độ là chữ đạo của chữ lộ nghĩa là con đường này. Chữ dũng của đô đự là nhảy đúng không, nhảy múa. Chữ khiêu thô bự là bắn ra, ví dụ bùn bắn thì dùng cái chữ này. Hà nê rự là nhảy, ví dụ cá nhảy này hay có thỏ nó nhảy thì dùng cái từ này nhé, hoặc là nhảy cao đúng không. Chữ đạp phư mự là dẫm đạp này, thì các bạn thấy là gần như đều liên quan đến chân và hoạt động của chân đúng nhỉ. Tiếp theo chúng ta có bộ 158 là bộ thân. Bộ thân có nghĩa là thân thể và đây là một chữ Hán. Theo chúng ta cùng theo dõi cách viết nhé. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Cái chữ thân này tương đối là khó viết. Đây đồng thời là chữ Hán và được học ở trong chương trình N4 hoặc N3. Thì các bạn hãy theo dõi cái cách viết để có thể nhớ được cách viết của chữ này. Kanji điển hình chúng ta có chữ thân của N4 đọc là mi đúng không nhỉ? Ví dụ từ mi bưng là chữ thân với chữ phận, chữ phân đấy, có nghĩa là thân phận này, vị trí này. Hay trong từ sashimi có nghĩa là món cá sống. Còn khi ghép âm đọc là shin đúng không? Ví dụ dokushin là độc thân nhá. Đây là chữ xạ của N1. Thực ra chữ xạ này người ta sẽ xếp nó vào bộ thốn, bộ chính của nó là bộ thốn. Đấy, chứ không phải là bộ thân, nhưng mà ở đây thì ngoài chữ thân thì sensei có lấy thêm một cái chữ nữa có cấu thành đến nó. Chữ xạ này là Hán tự N1 có nghĩa là bắn đúng nhỉ? Ví dụ trong tiếng Việt mình có từ thiện xạ đấy, có nghĩa là một tay bắn rất là giỏi. Xa sự là bắn nhé, hoặc là trong từ han xạ chẳng hạn, han xạ là phản xạ. Tiếp theo chúng ta có bộ 159 là bộ xa. Bộ xa này có nghĩa là xe và đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Các chữ Hán thuộc bộ này thì thông thường liên quan đến xe cộ và vận chuyển. Và đây là một bộ quan trọng chứa khá nhiều chữ Hán các bạn lưu ý. Đầu tiên là chữ xa của N5 kuruma, hoặc là xạ trong từ đen xạ tàu điện này. Chữ chuyển N4 korobu là ngã, hoặc là từ unten là vận chuyển đúng không. Chữ quân gunji này quân sự này. Chữ luân wa là bánh xe, hoặc là trong từ shadin đúng không nhỉ. Chữ xa ghép chữ luân có nghĩa là cái bánh xe nhé. Chiu-rin-jo là cái bãi gửi xe đạp đấy. Chữ quỹ trong từ Kido, quỹ đạo, hoặc là Kiseki, quỹ tích, Hán tự N1. Tiếp theo chúng ta có bộ 160 là bộ tân. Bộ tân này có nghĩa là cay hoặc là can thứ 8. Ví dụ chúng ta hay nghe thấy mấy từ như là năm tân tỵ đấy, đúng nhỉ? Năm tân sửu đấy, thì tân này chính là cái can thứ 8 đó của chúng ta. Đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Hán tự điển hình chúng ta có chữ từ yameru
có nghĩa là từ bỏ này, hoặc là trong từ jisho đúng không nhỉ, là từ điển, từ thư. Chữ lạt có nghĩa là khiếp sợ, kanji N1. Tiếp theo chúng ta có bộ 161. Bộ 161 là bộ thần, hoặc có cách gọi khác là thìn. Nó là chi thứ 5, thì chúng ta rất là quen thuộc với năm, ví dụ năm canh thìn đúng không? Đấy, năm bính thìn chẳng hạn, chính là cái này đúng không nhỉ? Liên quan đến tiếng Việt thì thìn có nghĩa là rồng. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn nhá. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Về Hán tự, điển hình chúng ta có chữ nông. Chữ nông của N3, nông trong từ nô-giô, nông nghiệp, hay là từ nô-cà có nghĩa là nhà nông, nô-min, nông dân, vân vân. Chữ nhục của N1, nhục này trong từ sỉ nhục đấy, nhục nhã ở tiếng Việt đúng không nhỉ? Bư chô cự, vũ nhục có nghĩa là sỉ vả, sỉ nhục. Tiếp theo chúng ta có bộ 162 là bộ trước, có nghĩa là con đường. Bạn thấy có hai dạng. Đây, dạng ở bên tay trái và dạng ở bên tay phải nhá. Dạng ở bên tay trái là dạng gốc ban đầu của nó có 7 nét. Đấy là lý do tại sao mà các chữ Hán này đều là đang là 6 7 nét đúng nhỉ? Mà nhiều bạn lại bảo là cái chữ bộ xước này nó có 3 nét thôi lại cho vào, là bởi vì cái gốc của nó ban đầu là 7 nét như thế này, nhưng mà bây giờ người ta gần như không dùng cái bên này nữa mà người ta chuyển sang bên này. Này, dạng này được dùng nhiều hơn, có 3 nét thôi. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Nhưng mà đây là tham khảo thêm nhé, bây giờ gần như không dùng nữa. Người ta dùng bên này này, nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. À, đôi khi có một số phông ấy, chúng ta sẽ thấy là nó có hai cái nét phẩy như này, thành ra là trông như là bốn nét. À, nó sẽ có thêm một cái nét phẩy này nữa, nhưng mà cái cách viết phổ thông ở trong cái phông chung nhất sẽ là một nét phẩy. Chúng ta cùng xem một số Hán tự điển hình của bộ này. Đây cũng là một bộ tương đối quan trọng, các bạn lưu ý nhé. Đầu tiên chúng ta có chữ đạo của N5, Michi này là con đường đúng không? Hoặc là từ đô độ, đạo lộ có nghĩa là con đường. Chữ vận, Hakobu là vận chuyển, hoặc trong từ ưn tên luôn, vận và chuyển này. Ưn đô vận động. Chữ truy, ô có nghĩa là đuổi theo, hoặc là trong từ truy cờ thêm vào đúng không nhỉ? Truy là tìm kiếm, mưu cầu. Chữ đào N2, Nigeru có nghĩa là bỏ trốn. Tô xô là đào tẩu này. Chữ tị, Sakeru là tránh đúng nhỉ? Hoặc trong từ Hinan ghép bởi chữ tị và chữ nan có nghĩa là tránh nạn. Tiếp theo chúng ta có bộ 163 là bộ ấp. Bộ ấp có nghĩa là khu đất, có hai dạng nhá. Đây là chữ Hán này, bộ ấp này đồng thời là một chữ Hán ở dạng bên tay trái, nhưng mà cái dạng này thì ít dùng hơn nhiều, chủ yếu là chúng ta dùng dạng ở bên tay phải là dạng bộ thủ. Đây, nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Trông cái phần này nó khá giống chữ chữ sắc đúng nhỉ, gần giống bộ sắc trong từ màu sắc. Một số Hán tự điển hình của bộ ấp, chữ đô của N4 này, Miyako có nghĩa là thủ đô, hoặc trong từ Kyoto luôn đấy, thủ đô này. Chữ bưu của N3 trong từ Yubin Kyoku là bưu điện. Quận của N2, Gun. Chữ hương N1 trong từ Kokyo đúng nhỉ, cố hương có nghĩa là quê hương. Tiếp theo chúng ta có bộ 164 là bộ dậu. Bộ dậu có nghĩa là gà hoặc là chi thứ 10. Chi thứ 10 chúng ta có gì nhỉ? Thân dậu tuất hợi đấy, thì dậu này chính là nó nhá. Trong các năm, ví dụ năm kỷ dậu chẳng hạn, hay năm canh dậu. Đây đồng thời là một chữ Hán, nhưng mà cái chữ Hán này là chữ Hán mà ở cấp cao. Chúng ta cùng quan sát cách viết nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Không biết có phải bởi vì cái hình chữ dậu này về mặt tượng hình trông nó khá giống cái bình rượu hay không, mà phần lớn các chữ Hán thuộc bộ dậu này nó lại liên quan đến rượu. Đấy. Nghĩa của cái bộ dậu là gà và chi thứ 10, thế nhưng mà
các hán tự liên quan ấy, nó lại không liên quan đến cái đấy lắm, nó lại liên quan đến rượu, hay là bởi vì là khi mà gì nhỉ, khi mà ăn thịt gà thì chúng ta sẽ dùng kèm với rượu chăng? Chúng ta cùng quan sát một số cái hán tự, ví dụ chữ tửu của N4 này, sake này có nghĩa là rượu này, đúng không nhỉ? Chữ tạc sư của N3 có nghĩa là giấm, túy của N2 ví dụ là say, hoặc là trong từ ma sư đúng nhỉ? Chữ ma và chữ túy đấy có nghĩa là tê, tê liệt. Chữ khốc của N1 nhá, khốc là trong từ thảm khốc, tàn khốc đấy. Giang cốc cự Nasekai gọi là một thế giới tàn khốc. Tiếp theo chúng ta có bộ 165 là bộ biện. Bộ biện này có nghĩa là phân biệt rõ nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Chúng ta thấy là nó trông khá giống chữ lai đúng không? Kéo cái nét thứ năm này lên một chút nữa thì giống chữ lai, và nó giống bộ mễ đúng nhỉ? Có thêm cái nét thứ nhất cộng với bộ mễ. Kanji điển hình chúng ta có chữ thích của N1 nhé, trong từ kai xá cự chẳng hạn. Kai xá cự là chữ giải, chữ thích có nghĩa là giải thích. Tiếp theo bộ 166 là bộ lý. Bộ lý có nghĩa là làng. Đấy, ví dụ như ngày xưa tiếng Việt mình có từ lý trưởng đấy, là trưởng làng, trưởng thôn đúng không nhỉ? Đây đồng thời là một hán tự luôn. Nét thứ nhất này, nét thứ hai này, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Một số hán tự điển hình chúng ta có chữ trọng của N4 là thuộc bộ này. Omoi đúng nhỉ? Là nặng này, hay là trong từ kasaneru, chồng chất. Đọc là ju đúng không? Trong từ tai ju có nghĩa là thể trọng, cân nặng, hoặc là trong từ sôn trồ là tôn trọng. Chữ lượng hakaru là cân, trong từ ôn điều âm lượng đúng nhỉ, là âm lượng luôn. Chữ lý của N1 này, lý này chính là trong từ kyori, cái chữ chữ đọc là đi là chữ lý này phiên ra nhé, có nghĩa là làng. Tiếp theo bộ 167 là bộ kim. Bộ kim có nghĩa là kim loại hoặc là vàng. Đây là một chữ Hán và là một bộ thủ rất quan trọng, chứa rất nhiều Hán tự. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy và nét thứ tám. Các chữ Hán thuộc bộ kim ấy thường nó sẽ liên quan đến kim loại. Chúng ta cùng quan sát, ví dụ chữ kim của N5 này, kane đúng nhỉ? Kane là tiền, ở trong từ kinzoku chẳng hạn đúng không? Có nghĩa là kim loại, chữ kim chữ thuộc. Chữ thiết của N3 tetsu là sắt. Chữ khoáng N2 ví dụ trong từ kobutsu đúng nhỉ? Khoáng vật có nghĩa là quặng hoặc là khoáng sản này. Chữ luyện N1 ví dụ trong từ denkin là luyện kim, có nghĩa là luyện luyện kim loại, luyện sắt thép chẳng hạn. Đây là bộ quan trọng các bạn lưu ý nhá. Tiếp theo chúng ta có bộ 168 là bộ trường. Bộ trường này có nghĩa là dài, và nó đồng thời là một hán tự luôn, một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy và nét thứ tám. Hán tự điển hình chúng ta có chữ trường của N5 nagai đúng nhỉ, là dài này, hoặc trong được hoặc là đọc là trồ, trong rất là nhiều từ đúng không? Ví dụ trong từ cái chữ này ấy, có hai âm Hán Việt là trường hoặc là trưởng các bạn nhé. Ví dụ trong từ chonan nó sẽ là chúng ta sẽ hiểu là trưởng nam đúng nhỉ? Đấy, chonan là trưởng nam này. Hoặc trong từ xê trồ đúng nhỉ, thành trưởng thì chúng ta hiểu đấy là chữ chữ này sẽ đọc là trưởng đúng nhỉ, ngược lại của trưởng thành đấy. Còn ví dụ trong từ chô sổ chẳng hạn sẽ là chữ trường và chữ sở có nghĩa là điểm mạnh, hoặc là trong từ gì mà đọc là trường nhỉ, có Hán Việt là trường chô kỳ, trường kỳ dài hạn. Chữ chương của N3 ghép bởi bộ cung và bộ trường đúng không, đọc là haru có nghĩa là căng hoặc là dán này. Trong từ sụt trồ là công tác, đi công tác, hoặc là trong từ kin trồ, chữ khẩn và chữ trương có nghĩa là căng thẳng. Tiếp theo chúng ta có bộ 169 là bộ môn. Bộ môn có nghĩa là cửa.
Đây là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy và nét thứ tám. Chữ này có 8 nét. Thì đây là một bộ quan trọng chứa tương đối nhiều chữ Hán. Các bạn lưu ý nhé. Đầu tiên là chữ gian N5. Either đúng không? Hoặc là ma đúng nhỉ? Hoặc là trong từ cái chữ này rất là nhiều cách đọc. Âm cương cũng nhiều mà âm ôn cũng nhiều. Ví dụ trong từ chữ thế và chữ gian nó sẽ đọc là gì nhỉ? Nó sẽ đọc là seken đúng không? Đọc là ken. Chữ nhân và chữ gian con người ấy, nó lại đọc là gen, ningen. Và thời gian sẽ là gì nhỉ? Gì cần là thời gian, đọc là cần. Chữ khai của N4 a cự hoặc là hiraku có nghĩa là mở, đúng nhỉ? Hiraku là mở một cái sự kiện nào đó, a cự là tự động từ, còn akeru là tha. Khai ma cự này là khai mạc, hoặc là từ kokai là công khai. Chữ quan N3 kakawaru có nghĩa là liên quan đến, dính dáng đến, hoặc trong từ kanke là quan hệ này. Chữ các này trong từ nai các cự có nghĩa là nội các. Chữ đấu tatakau có nghĩa là chiến đấu, đấu tranh, hoặc trong từ sento đúng nhỉ, chiến đấu, hán tự N1. Bộ 170 là bộ phụ, có nghĩa là gò đất. Các bạn thấy bên này có quen không? Rất quen đúng không? Nó trông rất giống bộ ấp chúng ta đã học ở phía trước, nhưng mà nó khác ở điểm gì thì tí giờ chúng ta xem phần các gì điển hình nhá. Ở bên tay trái là dạng bộ phụ chữ Hán đấy. Tuy nhiên là cái dạng này thì cũng không dùng nhiều, chủ yếu chúng ta dùng ở dạng bên này. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy và nét thứ tám. Bên này sẽ là nhất này, hai này, ba này. Cách viết thì cũng giống hệt như là bộ ấp đúng không? À, vậy thì khác gì? À, nếu như bộ ấp ấy nó sẽ ở bên tay phải của chữ thì bộ phụ lại ở bên tay trái của chữ nhá. Đây. Các bạn quan sát ví dụ chữ viện của N5 ghép bởi gì nhỉ? Ghép bởi phụ và hoàn đấy. Viện ví dụ trong từ building đúng nhỉ, là bệnh viện này. Chữ hiểm kewashi có nghĩa là treo leo hiểm trở, hoặc trong từ kiken là nguy hiểm. Chữ lân tonari là bên cạnh, hoặc là trong từ kindin chữ cận và chữ lân đúng nhỉ, có nghĩa là lân cận bên cạnh. Chữ trận của N1 này đọc là jin nhé, ví dụ trong từ senjin chiến trận. Bộ 171 là bộ đãi. Bộ đãi có nghĩa là đuổi bắt. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy và nét thứ tám. Hán tự điển hình chúng ta có chữ khang của N3. Thực ra cái bộ chính của chữ khang không phải là bộ đãi này, mà là bộ nghiễm mái nhà đây này. Đấy. Nhưng mà có cấu thành bởi chữ bởi bộ đãi, cho nên là ở đây có đề cập nhá. Khang nghĩa là cô, trong từ kenko là kiện khang, khỏe mạnh. Chữ lệ của N1, lệ này trong từ lệ thuộc, dezoku hoặc là trong từ dode đúng nhỉ? Các bạn có đoán được dode có nghĩa là gì không? Nó là nô lệ. Tiếp theo chúng ta có bộ 172 là bộ truy, là loài chim. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy và nét thứ tám. Đây cũng là một bộ quan trọng, bạn lưu ý. Một số án tự điển hình chúng ta có chữ tập của N4 này, atsumaru, atsumeru, tập hợp, làm tập hợp này, thu gom. Hoặc trong từ shugo đúng không, tập hợp, shuchu tập trung. Chữ tạp trong từ fukuzatsu là phức tạp. Chữ ly hanaderu là cách xa đúng nhỉ, xa rời. Hanasu là làm tách ra, làm xa ra hoặc là buông. Trong từ dikon ly hôn. Chữ hùng osu có nghĩa là con đực này, hoặc trong từ eyu anh hùng, hán tự N1. Cái bộ truy này là một bộ quan trọng, các bạn lưu ý ôn tập cho kỹ. Tiếp theo chúng ta có bộ 173 là bộ vũ. Bộ vũ có nghĩa là mưa. Đây là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư,
nét thứ 5, nét thứ 6, nét thứ 7 và nét thứ 8. Đây là hình ảnh một gì nhỉ? Một trận mưa đấy. Ở đây là các đám mây và đây là những cái hạt mưa nó hạt nước nó rơi xuống. Thì các chữ Hán thuộc bộ vũ này thông thường liên quan đến thời tiết. Và đây là một bộ quan trọng các bạn nhé. Chúng ta theo dõi một số Hán tự này, chữ điện của N5. Đen trong từ đen xạ là tàu điện. Các bạn có biết tại sao lại liên quan đến điện, liên quan đến mưa không? Bởi vì là khi mà mưa nó sẽ xảy ra hiện tượng gì nhỉ? Hiện tượng phóng điện trong không khí, đó là sét đấy. Chữ tuyết Yuki này. Hoặc là setsu trong từ shin setsu có nghĩa là tuyết mới rơi. Chữ chấn furueru có nghĩa là run rẩy, hoặc là jishin là động đất, địa chấn. Chữ nhu trong từ jiuyo có nghĩa là chữ nhu và chữ yếu có nghĩa là nhu cầu. Chữ xương đúng không nhỉ? Shimo có nghĩa là xương muối. Đây là một bộ quan trọng, lưu ý nha các bạn nha. Tiếp theo chúng ta có bộ 174 là bộ thanh. Bộ thanh có nghĩa là màu xanh. Đây là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy và nét thứ tám. Hán tự điển hình chúng ta có chữ thanh, ao, màu xanh của N5 này. Hoặc là senen, thanh niên, seishun là thanh xuân. Chữ tĩnh của N3, shizuka là yên tĩnh. Âm ôn sẽ có hai cái đọc là c và jo. Ví dụ trong từ an c là chữ an ghép chữ tĩnh có nghĩa là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, còn đọc là jo ví dụ trong từ jo me cự là tĩnh mạch. Tiếp theo chúng ta có bộ 175 là bộ phi. Bộ phi này có nghĩa là sai trái, đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy và nét thứ tám. Hán tự điển hình chúng ta có chữ phi của N3, chữ này đọc là hi đúng không, trong từ hijo đúng nhỉ. Chữ phi với chữ thường có nghĩa là không bình thường, hoặc là trong từ gì nhỉ, trong từ zehi, chữ thị ghép chữ phi nhá có nghĩa là nhất định. Chữ tội của N2, sumi có nghĩa là tội, hoặc là amonyomi đọc là dai trong từ han dai chẳng hạn, phạm tội. Tiếp theo bộ 176 là bộ diện. Bộ diện đồng thời là một chữ Hán, có nghĩa là bề mặt. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám và nét thứ chín. Tương đối là khó nhớ cái cách viết, các bạn hãy xem lại nhiều lần nha. Hán tự điển hình chúng ta có chữ diện của N3. Cái chữ diện này có nhiều âm cư này, đọc là omo, ví dụ từ omoshiroi là thú vị, hoặc omote là bề mặt này, rồi tsu ra nữa, âm ghép đọc là men, ví dụ trong từ tai men đúng không, thể diện, hay là từ men xét sự. Chữ diện, chữ tiếp có nghĩa là phỏng vấn. Chữ miến của N1 nó ghép bởi bộ mạch đúng nhỉ, bộ mạch là lúa mì ghép với lại chữ diện là chữ miến nhá. Men này trong từ men đươi, miến và chữ loại có nghĩa là các loại sợi, các món ăn dặm sợi đấy, như Việt Nam mình có bún phở vân vân đấy. Tiếp theo chúng ta có bộ 177 là bộ cách. Bộ cách này có nghĩa là da, đây đồng thời là một chữ Hán nhé. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín. Hán tự điển hình chúng ta có chữ cách của N3, kawa là da, này thông thường là da động vật đã bỏ lông. Hoặc trong từ cai các cự là cải cách đúng không, hoặc cà cư mê là cách mạng, cách mệnh. Chữ ngoa N1, ngoa này không phải điêu ngoa đâu các bạn nhé, ngoa này có nghĩa là cái giày, kutsu, đôi giày của chúng ta đi ấy. Tiếp theo bộ 178 là bộ vi. Bộ này có nghĩa là da, nhưng mà là da thuộc. Da thuộc nghĩa là da người ta da công, người ta đã luộc với nước sôi đúng không, ở nhiệt độ cao để nhằm mục đích bảo quản hoặc làm gì đó. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ mười. Hán tự điển hình chúng ta có chữ vĩ của N2. Thực ra chữ vĩ này bộ chính của nó là bộ nhân đứng nhá, không phải là bộ vi này, nhưng mà có cấu thành bởi, cho nên là ở đây có liệt kê thêm để các bạn tham khảo. Vĩ này trong từ edai có nghĩa là vĩ đại, hoặc trong từ y đai là vĩ đại luôn. Chữ Hàn N1, đây là căng câu cự, chữ Hàn Quốc đấy. Chữ Hàn ghép với chữ Quốc có nghĩa là nước Hàn Quốc.
Tiếp theo bộ 179 là bộ cửu, là rau hẹ. Đây là một chữ Hán và là một bộ thủ khá là ít dùng. Gần như là các bạn không có cái chữ nào trong bộ, trong bảng sử dụng Hán tự dùng cái này. Này các bạn tham khảo thêm thôi. Nét thứ nhất này, nét thứ hai này, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy và nét thứ tám. Nét thứ chín sẽ chốt lại. Như vậy là chúng ta thấy khá giống bộ phi đúng không? Nhưng mà có thêm cái nét này nữa, nét cuối cùng ở đây nữa. Hán tự điển hình đây như các bạn thấy chỉ có một chữ, đó là chữ tiêm của N0 nhá. Cái chữ này là chữ cao cấp, chữ rất là khó. Trong từ semetsu, chữ tiêm ghép với chữ diệt có nghĩa là tiêu diệt hoàn toàn. Cái này các bạn mà xem mấy cái bộ truyện tranh về chiến đấu của Nhật thì các bạn hay gặp, ví dụ như là bộ Kimetsu no Yaiba này, hoặc là bộ Shigeki no Kyojin, bộ gì nhỉ? Đấy, tạm thời nhớ hai bộ đấy là sẽ có, chắc chắn là sẽ có những cái chương mà xuất hiện cái cụm từ này, có nghĩa là tiêu diệt, tiêu diệt hoàn toàn kẻ địch thì sẽ dùng. Tiếp theo chúng ta có bộ cuối cùng trong video ngày hôm nay, đó là bộ âm, bộ 180. Âm này có nghĩa là âm thanh, đồng thời là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám và nét thứ chín. Các Hán tự điển hình chúng ta có chữ âm của N4, Oto có nghĩa là âm thanh, Ongaku âm nhạc, hưởng của N2, Hibiku có nghĩa là vang vọng, âm vang, hoặc là trong từ Ekyo là ảnh hưởng này. Chữ vần của N1, vần này trong tiếng Việt mình là chính là vần điệu hay là đánh vần đấy, đúng không? Ví dụ chúng ta có từ Inditsu là chữ vần và chữ luật, có nghĩa là cái nhịp điệu của thơ hay là của nhạc. Đó, thì đó là cái nội dung của video này nha các bạn nhé. Như vậy là chúng ta đã học được 180 bộ rồi. Chúng ta chỉ còn hơn 30 bộ nữa là chúng ta kết thúc hoàn toàn cái chuỗi video học 214 bộ thủ. Chúng ta chỉ còn một video cuối cùng nữa thôi là chúng ta kết thúc rồi. Thì các bạn càng về sau thì các bộ thủ nó càng nhiều nét, nó sẽ khó nhớ hơn. Nên là các bạn hãy cố gắng xem video nhiều lần để củng cố thêm cái kiến thức cũng như là cái cách nhớ. Hẹn gặp lại các bạn trong các video bài học sắp tới.